Dù trận đấu diễn ra vào giữa tuần và dù trong giờ làm việc, thế nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ đã có mặt tại các quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Việc để thua đáng tiếc trước U22 Thái Lan đã khiến chúng ta phải dừng bước ở vòng bảng. Người hâm mộ đã không giấu được nỗi buồn, tuy nhiên họ vẫn dành những lời động viên tinh thần đến thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng. Trước tiên tôi muốn nói là rất buồn. Buồn lắm khi kết quả Việt Nam là thua với tỷ số 0-3 như vậy. Vì chúng ta cũng không biết đây là một cái lứa cầu thủ kỳ vọng rất là nhiều. Kỳ vọng tất cả người hâm mộ là nghĩ rằng nếu mà cái lứa này mà không đạt được cái huy chương vàng thì chắc không biết bao giờ bóng đá Việt Nam mới có cơ hội như thế này. Chúng ta có thiên thời địa lợi và nhân hòa, mọi thứ đều tốt. Nhưng mà cũng nói về một chút, trận đấu này thì thực chất là chúng ta thấy áp lực. Các cầu thủ quá áp lực từ chính bản thân chúng ta. Thực ra cái giải đấu lần này Thái Lan không phải quá mạnh. Họ không phải quá trội so với chúng ta và khả năng. Với đây là cơ hội để chúng ta có thể vượt qua họ. Nhưng mà rất tiếc thì khi các cầu thủ vào sân, áp lực dẫn tới sai lầm. Từ sai lầm cá nhân thì dẫn tới sai lầm hệ thống. Bởi vì các cầu thủ không còn đủ tỉnh táo, không còn giữ được cái ý đồ chiến thuật nữa. Thành ra chúng ta bị vỡ trận. Thực sự thì mình rất là buồn vì đội tuyển không thể tiến sâu tại giải đấu năm nay. Sự kỳ vọng của người hâm mộ rất là nhiều, nhưng mà mình không thất vọng. Vì thực sự thì chúng ta đã gặp phải một cái lịch thi đấu tại vòng bảng rất là khó chịu. Thì vấn đề là bây giờ các cầu thủ chắc chắn là rất buồn và cổ động viên rất buồn. Nên chúng ta thì nên động viên thay vì chỉ trích các cầu thủ và ban lãnh đạo. Rất buồn, thật sự là rất buồn luôn. Tại vì phải chờ tới 2 năm nữa. Chúng ta đã phải chia tay với một giải đấu rất sức quan trọng với các cầu thủ, nhưng mà người hâm mộ luôn ở bên các bạn. Hãy vượt qua áp lực và hướng đến những giải đấu và những mục tiêu sắp tới của các bạn.